Chị có được phát phiếu không chị? Dạ không ạ. Có nhận đi nhận quà hay gì không? Dạ không ạ. Trưởng thôn có báo gì không chị? Dạ trưởng thôn báo này. Dạ đây là thôn gì chị? Dạ thôn 1 thôn Thượng Xá. Thôn Thượng Xá xã gì chị? Xã Hải Thượng ạ. Dạ rồi cô chị. À, cho em hỏi là đây là thôn mấy xã gì ạ? Đây là xóm 1 của thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng. Dạ tình hình là mình là sao nhỉ? Tình hình là đợt vừa rồi là mưa lụt là liên tục 3 một lần vào nhà, mà vào là từ 1,5 đến 2 mét. Dạ. Nhà thấp nhất cũng là 1 mét. Dạ. Đấy. Nhưng vừa rồi là nghe được những mạnh thường quân mà trong đó có ca sĩ Thủy Tiên á, là về giúp đỡ nhân dân. Dạ. Nhưng mà cái xóm 1 này á, là nó có gần 130 hộ. Dạ. Mà chỉ xét được 6 hộ. Dạ. Mà trong đấy là xóm trưởng là có rất thật. Dạ, nhưng mà nhà đấy. Xóm trưởng ở tình hình như thế nào ạ? À? Nhà xóm trưởng thì đấy, có gì thì cứ về mà thị sản ra xóm trưởng. Dạ dạ. Còn chưa nói thì cũng dạ, rồi, không rồi, thể nói được. Rồi rồi, cảm ơn. Hai anh có đồng ý với là có giống cái quan điểm với anh không? Đồng ý luôn. Tôi cũng nghe được là được 6 suất. Dạ. Mà trong ấy là cái xóm trưởng là được 1 suất. Dạ. Thì tôi cũng mới nghe được như vậy, nhưng thực ra là nếu mà xóm trưởng làm như thế thì mới được 6 suất, nếu cái xóm 1 này thì quá ít. Dạ. Mà xóm trưởng lấy luôn 1 suất nữa thì thôi. Dạ. Coi như là dạ, xin hỏi ba anh là tên gì ạ? Tôi là tên Sĩ, và tên Hải, và tên Trung. Dạ rồi, bảo vệ này.